đây là Vlog Minh Hải. Và ngày hôm nay tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi, đó là bóng đá Việt Nam mang lại cho chúng ta những điều gì? Bóng đá nó đã ăn sâu vào trong, nói chung ăn sâu vào trong tim của em rồi, nên là kể cả những cái lúc đang điều trị bệnh mà đang nằm trong viện mà chạy hết đợt hóa trị này đến đợt hóa trị khác mà em vẫn mò ra sân em chơi bóng. Trong tim này em luôn yêu anh, nguyện mãi yêu suốt đời. Đôi ta cầm chặt tay đi trong tình yêu. Hay thì khen, thua thì chê. Đá thắng thì tung hoa, đá thua thì ném đá. Đó là một cái thuộc tính đơn giản nhất và dễ nhận ra nhất của bóng đá. Chúng ta không phủ nhận là lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai GMG là lò đào tạo số 1 của Việt Nam bây giờ. Nhưng mà rõ ràng là một mình lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai thì là chưa đủ để có thể cung cấp cho đội tuyển quốc gia. Đấy, đang làm lại có điện thoại. Thưa quý vị, là thời gian vừa rồi thì bản hợp đồng của Công Vinh và những diễn tiến gây sốc của vụ chuyển nhượng này gần như đã gây bão trên cộng đồng mạng. Thực tế là con số chỉ là 7 tỷ. Vào thời điểm đó thì Lê Công Vinh đã làm việc với Bầu Hiển ở ngay chính tư gia của ông và hai bên đã đều thống nhất cái khoản tiền lót tay là 10 tỷ đồng nhưng chỉ ghi vào bản hợp đồng là 7 tỷ. Tuy nhiên là cái điều khoản nó nằm ở chỗ là Bầu Hiển yêu cầu Lê Công Vinh phải chia tay với Thủy Điên. Huấn luyện viên Miura là một người cực kỳ yêu Việt Nam và cái khát vọng của ông là khám phá rất là nhiều về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng miền khác nhau, bằng tài năng và bằng khối óc và đặc biệt là bằng tình cảm dành cho con người Việt Nam. Huấn luyện viên Miura xứng đáng được coi là niềm kỳ vọng số 1 và là vị chiến tướng, là vị tư lệnh của bóng đá Việt Nam trong năm 2014. Như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã thúc thủ trước Malaysia với tỷ số 2-4. Ngay tại Thánh địa Mỹ Đình để rồi kết thúc cái giấc mơ không thể buồn bã hơn. Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền bóng đá tử tế thì ngoài các cầu thủ tử tế, chúng ta còn cần các cổ động viên tử tế. Và thật là may khi mà những cổ động viên tử tế của chúng ta bây giờ vẫn chiếm số đông và những lời nghi ngờ, những lời mắng mỏ, những lời chỉ rủa, thậm chí là trên mạng cũng chỉ là thiểu số. Và thực sự là cá nhân tôi cảm thấy rất may vì điều đó. Người ta kể lại rằng là Tô Đức Cường thậm chí là tức giận lên đến đỉnh điểm và đã cầm những cái dụng cụ có thể thái được, có thể gọt được, có thể chém được, có thể pha được để rượt đuổi theo ông Lê Đình Hải. Hay là các học trò đã cố gắng rình mò để quay phim, để chụp ảnh, để khám phá cái hành tung cực kỳ bí hiểm của huấn luyện viên Lê Đình Hải. Những chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia là biểu tượng của Việt Nam và để giành lấy nó thì những người làm bóng đá Việt Nam đã phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm, mối quan hệ và khối óc của mình. Và thêm một bất ngờ nữa cho quý vị là phía đằng sau lá cờ Tổ quốc của chúng ta là một hàng chữ nổi với cái chữ là Việt Nam chiến thắng. Và mỗi một bước chạy của các cầu thủ thì cái hàng chữ nổi này nó sẽ cọ vào trái tim và nó nhắc nhở cho các cầu thủ. Và Việt Nam chiến thắng cũng là điều mà Vlog Minh Hải xin gửi đến lời chúc cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau 2 tháng quen nhau thì Công Vinh và Thủy Tiên đã thực sự yêu nhau và Công Vinh là người chủ động hoàn toàn trong mối quan hệ này. Và bởi vì cái thời gian thi đấu của Công Vinh cũng như là thời gian lưu diện của Thủy Tiên tương đối nhiều cho nên là họ gần như là ông ngâu bà ngâu. Trong một lần mà đi máy bay thì một người đồng đội của anh có nghe được một câu chuyện rằng Thủy Tiên đã xuất cảnh sang Singapore cùng với một đại gia và tức tốc thì Lê Công Vinh cái máu ghen của mình nổi lên và gần như nó đẩy cái mối quan hệ tình yêu của Công Vinh và Thủy Tiên đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Đặt ra vấn đề lợi ích trong tình yêu là một điều hết sức ngớ ngẩn, nhưng tôi cũng phải nói thẳng rằng Thủy Tiên đã phải hy sinh rất nhiều khi yêu Lê Công Vinh. Và Thủy Tiên là người tôn thờ những giá trị cơ bản, giá trị cốt lõi của cuộc sống. Và không dễ gì để cô có thể đánh đổi những vật ngoại thân như sự nổi tiếng, tiền bạc cho cả cuộc đời mình và tương lai của con cái. Và đây là một cái kỷ vật mà tôi rất là quý. Đó là chiếc áo thi đấu đỉnh cao cuối cùng của Văn Quyến. Và xin cảm ơn Quyến đã tặng anh món quà quý giá này. Và nếu như có cơ hội, anh sẽ chuyển nó đến tận tay con trai của em. Trong cuộc đời của mình thì Quyến mới chỉ công khai một lần tình yêu với người bạn gái và bây giờ cũng là vợ của anh.
Và thông qua câu chuyện này thì quý vị có thể đưa ra quan điểm của mình cũng như là phán xét về bức ảnh giữa Công Phượng và Hòa Minzy. Và với Công Phượng cũng như là với rất nhiều những đồng đội trẻ của anh thì họ cần thêm thời gian để có thể tránh được cái lưới tình mà các ả chân dài đã giăng ra. Nói đến đây thì tôi chợt nhớ đến câu chuyện của huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường, hay vẫn được gọi với cái tên là Cường Cổ Lễ. Anh Cường kể rằng trong suốt những năm đi làm công tác đào tạo trẻ thì gần như anh không mang được đồng tiền nào về cho vợ con, đơn giản bởi là toàn bộ chế độ lương thưởng của anh thì đều được mua mì tôm cho các cầu thủ. Anh Cường kể rằng có một lần anh nhìn thấy hai cậu học trò đánh nhau chỉ vì tranh giành một gói mì tôm. Và anh Cường cũng nói rằng là trước khi mà mơ đến một giấc mơ của những ngôi sao chuyên nghiệp, trước khi mơ đến những học viện hiện đại thì đầu tiên phải làm cho các con no cái bụng trước đã. Và ở Việt Nam của chúng ta, ở các lò đào tạo trẻ, có bao nhiêu người được như anh Thế Cường? Và trong lúc bên cạnh không còn ai thì nàng khẽ động viên chàng: anh cứ đi tù đi, nợ pháp luật anh cứ trả cho đủ, rồi về với em sẽ đợi. Và chàng chính là Lê Quang Hùng, nàng là Phạm Hồng Hạnh. Và tôi cho rằng đây là câu nói ấn tượng và xúc động nhất năm 2014. Tôi đã từng hỏi Sam Sơn rằng bí quyết nào khiến anh có thể duy trì được hạnh phúc với hai người phụ nữ như thế, thì Sam Sơn vẫn giữ bí mật, và chắc chắn là tôi sẽ hỏi và để kể lại cho quý vị sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.